triết lý giáo dục ba gốc rễ của nhà trường hoàn toàn phù hợp với quan điểm dạy con ở gia đình mình, tức là mình đặt cái vấn đề đạo đức nhân cách lên hàng đầu, và mình cũng đặt nặng cái vấn đề là rèn cho con cái nghị lực để con sau này con có thể đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống. Bé nhà mình đã học ở trường rồi mấy năm rồi thì mình rất hài lòng về cái cơ sở vật chất cũng như là kiến thức chuyên môn lẫn là kỹ năng của thầy cô hệ thống nhà trường. Thầy cô có một cái sự quan tâm chu đáo đến với con, và đặc biệt là với trường hợp của bé nhà mình thì mọi khó khăn hay là mọi cái vấn đề phát sinh trong quá trình học tập thì đều được thầy cô và nhà trường hỗ trợ hết mình. Bên cạnh đó thì cái cơ sở vật chất của nhà trường cũng là một cái điểm thích thú đối với hai bé nhà mình, tức là các con được học tập trong một môi trường thoáng đãng và được rèn luyện thể chất khá là tốt. Hai em bé nhà mình thì đặc biệt là thích cái chương trình rèn luyện về kỹ năng cũng như là khả năng sinh tồn của nhà trường. Thì quá trình con học ở trường, con nhận thức được nhiều cái kiến thức về xã hội cũng như là kiến thức là tự bản thân mình phải làm như thế nào để cho đúng, hay là nếu không có ai thì mình sẽ xoay sở như thế nào. Thì bé rất thích những cái chương trình đó, và mình thấy là cái nhận thức của bé về xã hội, về những người xung quanh á, bé quan tâm tốt hơn. Bé hiểu được cái ý nghĩa của những cái hành động mình làm và những cái trong quá trình tham gia các chương trình trải nghiệm của nhà trường thì bé cũng hiểu rõ được ý nghĩa của những cái chương trình đó, cũng như là những cái điều mà thầy cô truyền lại cho các bạn. Bé nhà mình thì vừa mới tham gia cái chương trình trải nghiệm thực tế 3 ngày 3 đêm ở Nha Trang. Thì ở trong cái chương trình đó có một cái buổi tối giao lưu với làng SOS Nha Trang. Thì sau khi bé mình tham gia cái chương trình đó về thì bé mình đã nói lên với mình một câu là: mẹ ơi, đó là một cái chương trình vui và rất là ý nghĩa. Thì mình cảm thấy là con hiểu được ý nghĩa thật sự của cái việc chia sẻ với hoàn cảnh của các bạn làng SOS, và mình cảm động, rất là cảm động với cái chương trình đó của nhà trường. Các thầy cô chuẩn bị hết sức là chu đáo để các con có một chuyến đi vô cùng an toàn và ý nghĩa. Thật sự rất là vui, các bạn về, các bạn nào cũng đều có năng lượng tích cực cả. Bởi vì con không bao giờ bé lại, bởi vì những năm tháng mầm non, tiểu học và trung học có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách và hành trình tương lai của con. Hãy lựa chọn ngôi trường phù hợp và trao cho con những giá trị tốt nhất. Ba mẹ hãy cùng Phát Quay Thể Đức kiến tạo các thế hệ học trò tương lai và trao cho con những giá trị hạnh phúc. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, quý phụ huynh vui lòng liên hệ hotline 1900 6462 hoặc truy cập website www.parkway.edu.vn. Cùng Phát Quay Thể Đức, vươn tầm tri thức, chắp cánh tương lai.